Kim Se-jeon, thần tượng hàng đầu K-pop bị fan tẩy chay và cú lội ngược dòng với hẹn hò trốn công sở. Kim Se-jeon đang là nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự yêu mến hiện nay. Dù xuất thân là idol nhưng cô ấy đã nhận được đánh giá rất cao về diễn xuất. Trước khi nổi tiếng, Kim Se-jeon đã có đam mê trở thành ca sĩ từ nhỏ. Cuối năm 2015, Kim Se-jeon xuất hiện trong chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 101 với tư cách thực tập sinh của Jellyfish Entertainment. Ngay từ giây phút giới thiệu bản thân, cô đã nhận được sự chú ý nhất định bởi Jellyfish Entertainment nổi tiếng với việc không nhận thực tập sinh nữ, chỉ quản lý nghệ sĩ nam. Do đó, nhiều người tin rằng Kim Se-jeon phải có tài năng nổi bật mới có thể phá vỡ quy tắc của công ty. Giọng ca sinh năm 1996 chứng minh nhận định của khán giả hoàn toàn đúng đắn. Cô được xếp vào lớp A, nhóm nhỏ những thực tập sinh toàn năng tài giỏi nhất. Ngay sau tiết mục kiểm tra trình độ ở đầu chương trình, tới vòng thi công diễn đầu tiên của chương trình, cô nhanh chóng gây sốt nhờ gương mặt xinh đẹp, có nhiều nét giống với Kim Se-jeon SNSD và giọng hát khủng bậc nhất giữa 101 thí sinh. Sự yêu thích của khán giả Hàn Quốc dành cho Kim Se-jeon tăng lên từng ngày khi cô thể hiện tính cách điềm tĩnh tốt bụng với tất cả thí sinh trong Produce 101. Trong cuộc đua giành ngôi vị center của chương trình, Kim Se-jeon chỉ chịu thua Seon Seomi. Cô dừng chân ở hạng 2 chung cuộc với số phiếu bầu bám sát nút búp bê sống. 8 tháng hoạt động cùng IOI, nhóm nhạc bước ra từ Produce 101 được xem là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1996. Cô xuất hiện trong hàng loạt chương trình truyền hình, chụp rất nhiều tạp chí và đóng quảng cáo liên tục. Bài hát solo Flower Road của Se-jeon có thành tích nhạc số cao và nhận cúp trong chương trình âm nhạc. Thậm chí câu nhắn nhủ từ nay chúng ta hãy chỉ bước trên con đường hoa cô gửi tới mẹ cũng trở thành trend của giới trẻ xứ Kim Chi. Con đường nghệ thuật của Kim Se-jeon có dấu hiệu chững lại khi IOI tan rã. Cô trở về hoạt động cùng Gugudan, nhóm nhạc của Jellyfish Entertainment. Giai đoạn này, dư luận Hàn Quốc thường chỉ trích công ty quản lý cho rằng chính công ty và các thành viên còn lại đang kéo chân Se-jeon, khiến danh tiếng của cô đi lùi. Nhận định của khán giả Hàn Quốc không hẳn sai khi mức độ phổ sóng của Kim Se-jeon giảm hẳn từ khi trở thành thành viên của Gugudan. Người hâm mộ thậm chí kêu gọi công ty quản lý cho Se-jeon rời nhóm, trở thành ca sĩ solo để cứu lấy danh tiếng đang trên đà biến mất. Dần dần, giọng ca 26 tuổi đi theo hướng phát triển độc lập. Cô tiếp tục đóng phim phát hành album riêng. Cô thậm chí dọn ra khỏi ký túc xá của nhóm sống riêng từ sớm. Nhưng hậu quả tất yếu vì bị đóng băng hoạt động trong thời gian dài, Gugudan chính thức tan rã từ tháng 12 năm 2020, trong khi các thành viên khác đều rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc loay hoay tìm lối đi mới. Sự nghiệp và danh tiếng cá nhân của Kim Se-jeon không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện tan rã của nhóm nhạc. Tuy nhiên, để lấy lại phần danh tiếng đã bị suy giảm trong giai đoạn hoạt động cùng Gugudan, Kim Se-jeon còn quãng đường dài phải đi. Tới nay, khán giả Hàn Quốc vẫn nhắc đến việc đáng lẽ nữ ca sĩ có thể trở thành ngôi sao hạng A từ sớm nếu công ty quản lý cho phép cô solo ngay từ đầu thay vì cố chấp đưa cô vào một nhóm nhạc có tới 9 thành viên. Kim Se-jeon lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1996 chính thức chạm ngõ với diễn xuất vào năm 2017. Đến nay, cô đã sở hữu trong tay 4 tác phẩm đảm nhận vai chính. Đặc biệt, trong số đó có 2 vai mà Kim Se-jeon được nhận sau khi những cái tên được lựa chọn trước đó quyết định rút lui. School 2017, tác phẩm đầu tay của Kim Se-jeon, ban đầu đã nhắm Kim Jo-jung cho vai nữ chính. Tuy nhiên, sau một thời gian cân nhắc, Kim Jo-jung đã quyết định không tham gia dự án này. Ngay sau đó, nhà đài KBS đã lựa chọn ra ngay được cái tên thay thế Kim Jo-jung và gương mặt đó chính là Kim Se-jeon. Tuy nhiên, ngôi sao 26 tuổi bị chê diễn lố, biểu cảm giả và đài từ khó nghe trong bộ phim đầu tay của mình. Vượt qua làn sóng chê bai, Kim Se-jeon dành 2 năm rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất trước khi làm lại từ đầu. Trong bộ phim I Wanna Hear Your Song 2019, có tiến bộ trong kỹ năng nhập vai, nhưng thời điểm này, nữ ca sĩ vẫn được nhận xét là chưa đủ sức đảm nhận vai nữ chính phim truyền hình. Chỉ đến khi vào vai Dohana trong The Ukani Counter, nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, ra mắt đầu năm 2020, sự thành công của bộ phim này trên Netflix đã giúp tên tuổi Kim Se-jeon vụt sáng và mở ra một bước tiến mới trong sự nghiệp. Khác với hình tượng ngây thơ đáng yêu thường thấy, cô lột xác với hình tượng nhân vật nữ có khả năng ngoại cảm, chuyên đi diệt trừ ma quỷ vô cùng mạnh mẽ cá tính. Nối tiếp thành công cách đây không lâu, Kim Se-jeon lại được khán giả yêu phim Hàn chú ý khi trở thành nữ chính tác phẩm truyền hình chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên Hẹn hò chốn công sở, A Business Proposal. Được biết, nữ diễn viên đầu tiên được nhắm đến cho vai chính Shin-hari chính là Zoboa. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc và cảm thấy bản thân không phù hợp với vai diễn, Zoboa đã quyết định nhường lại vai này cho người khác. Và Kim Se-jeon chính là sự thay thế quá hoàn hảo và phù hợp. Vai diễn Shin-hari được nhiều người đánh giá là như Donnie đóng giày cho Kim Se-jeon. Mặc dù là một bộ phim tình cảm với mô típ không mới và cũng không được quảng bá rầm rộ trước khi lên sóng, nhưng bộ phim lại đang làm mưa làm gió khắp nơi. Thành công của bộ phim có sự đóng góp rất lớn vào diễn xuất, phản ứng hóa học của các diễn viên, đặc biệt là sự đáng yêu tự nhiên của Kim Se-jeon. Đời tư ít người biết của Kim Se-jeon. Kim Se-jeon từng tiết lộ thời còn cấp sách đến trường, điều kiện kinh tế của gia đình không được tốt, phần lớn thu nhập đến từ tiền trợ cấp của chính quyền, các bữa ăn hàng ngày cũng lấy từ quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.
Cha mẹ mỹ nhân 9X sớm đường ai nấy đi, cô theo mẹ và anh trai, từng phải sống nhờ nhà người thân ở tầng hầm khi tới Seoul. Mẹ nữ diễn viên Tần Tảo làm đủ nghề từ giao sữa đến giúp việc cho cửa hàng. Tuy vậy, tuổi thơ khốn khó và hoàn cảnh gia đình đã tạo động lực cho Kim Se-jeon không ngừng nỗ lực, kiên định thực hiện ước mơ tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.